Nga sẵn sàng giúp Việt Nam xây dựng ngành năng lượng nguyên tử. Tổng thống Putin khẳng định năng lượng có tầm quan trọng chiến lược trong hợp tác song phương và Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng ngành năng lượng nguyên tử quốc gia. Trong bài viết trên báo Nhân dân trước chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin chia sẻ tầm nhìn về lịch sử, hiện trạng và tương lai của quan hệ đối tác Nga-Việt Nam. Ông Putin cho biết chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 30 năm ngày ký kết hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Nga. Văn kiện mang tính chiến lược này đã mở ra những cơ hội to lớn để củng cố và phát triển tổng thể quan hệ song phương. Trong giai đoạn lịch sử mới, nó đã tạo xung lực mạnh mẽ để quan hệ Nga-Việt phát triển ngày càng năng động, ông viết. Tổng thống Nga đánh giá năng lượng là lĩnh vực có tầm quan trọng chiến lược trong hợp tác song phương, cho biết hai nước đang nghiên cứu triển khai sáng kiến thành lập Trung tâm Khoa học và Công nghệ Hạt nhân tại Việt Nam với sự hỗ trợ của Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga, Rosatom. Ông Putin đã nhấn mạnh rằng Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga luôn sẵn sàng hỗ trợ các đối tác Việt Nam trong xây dựng ngành năng lượng nguyên tử quốc gia, bao gồm cả việc tăng cường đào tạo nguồn nhân lực. Trong cuộc tiếp ông Li Kerchev, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga, tại Hà Nội chiều ngày 19 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác với Nga trên tất cả lĩnh vực, trong đó có năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Theo Thủ tướng, Việt Nam chưa có chủ trương quay lại phát triển điện hạt nhân nhưng sẽ tiếp tục nghiên cứu, xem xét năng lượng hạt nhân như một giải pháp quan trọng trong thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050, bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ phát triển đất nước. Thủ tướng đề nghị phía Nga và Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Rosatom tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về đào tạo nhân lực khoa học hạt nhân, vận hành lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt để có thể chạy thêm khoảng 8 đến 10 năm, kịp thời giải quyết vướng mắc để bảo đảm chất lượng và tiến độ của dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Hạt nhân tại Đồng Nai. Hoan nghênh đề nghị của tập đoàn trong việc xây dựng Trung tâm Y học Hạt nhân và nghiên cứu hợp tác phát triển điện gió. Tổng thống Putin cho hay bên cạnh năng lượng hạt nhân, Nga và Việt Nam cũng tích cực hợp tác trong hoạt động khai thác mỏ, phát triển tiềm lực thủy điện. Công ty Nga Zac Hydro rất quan tâm đến việc tham gia tái thiết và nâng công suất của các công trình thủy điện trên các dòng sông Việt Nam. Trong lĩnh vực thương mại, Tổng thống Putin chỉ ra kim ngạch thương mại song phương Việt Nga năm 2023 tăng 8% và trong quý 1 năm nay tăng hơn 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu thống kê của Nga. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, thương mại hai chiều Việt-Nga năm 2023 đạt 3,63 tỷ đô la Mỹ. Nga đã xuất khẩu nhiều mặt hàng thực phẩm, nguyên liệu khoáng sản, máy móc, thiết bị sang Việt Nam. Các mặt hàng Việt Nam như quần áo, trái cây, rau quả và các sản phẩm nông nghiệp khác cũng đã được đưa tới thị trường Nga. Ông Putin cho biết, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh Kinh tế Á-Âu và Việt Nam ký kết năm 2015 đã tạo điều kiện củng cố và phát triển những xu hướng tích cực này. Hai nước chúng ta có khả năng thanh toán bằng đồng nội tệ, rúp Nga và đồng Việt Nam. Năm ngoái, những giao dịch như vậy chiếm hơn 40% giao dịch thương mại song phương. Quý 1 năm nay, tỷ lệ này đã đạt gần 60%. Ngoài kinh tế, Việt Nam và Nga cũng đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục. Ông Putin đánh giá hợp tác trong lĩnh vực du lịch sẽ góp phần làm sâu sắc thêm hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Sắp tới, việc tăng số lượng chuyến bay thẳng sẽ góp phần thúc đẩy lượng khách du lịch Nga tới Việt Nam và Việt Nam tới Nga. Ông Putin đánh giá cao việc hai nước có cách tiếp cận tương đồng hoặc gần gũi về các vấn đề cấp thiết và quan trọng trong chương trình nghị sự quốc tế, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương then chốt, trước hết là Liên Hợp Quốc. Tổng thống Putin nhấn mạnh, cùng với Việt Nam, Nga sẽ tiếp tục xây dựng quan hệ song phương và phát triển hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên toàn thế giới. Nga và Triều Tiên ký hiệp định lịch sử, đề cập đến cả vấn đề Ukraine. Ngày 19 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã ký hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được ký tại Bình Nhưỡng sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Putin đến Triều Tiên. Tổng thống Nga Putin đánh giá hiệp ước trên là văn kiện đột phá, giúp hai nước đưa quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới. Hiệp ước đặt ra những nhiệm vụ và định hướng lớn làm sâu sắc quan hệ giữa hai nước trong dài hạn, trong các lĩnh vực chính trị, thương mại và đầu tư, văn hóa cũng như an ninh. Hãng thông tấn TASS dẫn lời nhà lãnh đạo cho biết, trong hiệp ước có một điều khoản phòng thủ chung cho phép Moscow và Bình Nhưỡng cung cấp sự hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp có hành vi gây hấn chống lại một trong các bên tham gia thỏa thuận. Bên cạnh đó, ông chủ điện Kremlin cho biết, hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước có triển vọng tốt,
mặc dù kim ngạch song phương hiện còn khiêm tốn. Cụ thể, năm 2023, kim ngạch thương mại song phương tăng 9 lần, trong 5 tháng đầu năm 2024 tăng 54%. Nga khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực chính trị ngoại giao nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Về phần mình, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh, với việc ký kết Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện, hai nước đưa quan hệ đồng minh lên một tầm cao mới. Đây là cơ sở pháp lý để bảo vệ hòa bình, an ninh và xây dựng quốc gia vững mạnh vì lợi ích của hai nước. Theo Chủ tịch Triều Tiên, Hiệp ước là văn kiện mang tính xây dựng, phòng thủ và hòa bình, đáp ứng quan hệ chiến lược giữa hai nước trong thời đại mới khi vị thế hai nước trong cấu trúc địa chính trị thế giới đã thay đổi. Trước đó, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết, văn kiện mới sẽ thay thế Hiệp ước về tình hữu nghị và tương trợ lẫn nhau ký năm 1961, Hiệp ước về tình hữu nghị và hợp tác láng giềng thân thiện ký năm 2000, Tuyên bố Moscow 2000 và Tuyên bố Bình Nhưỡng 2001. Theo quan chức Nga, cần phải có hiệp ước mới trong bối cảnh tình hình địa chính trị trên thế giới và trong khu vực chuyển biến sâu sắc, cũng như những thay đổi về chất trong quan hệ song phương giữa hai nước thời gian gần đây. Đồng thời khẳng định, hiệp ước mới tôn trọng tất cả các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, không mang tính đối đầu và không nhằm chống lại nước thứ ba mà nhằm đảm bảo ổn định hơn trong khu vực Đông Bắc Á. Hiệp ước được ký kết trong bối cảnh tình hình an ninh ở bán đảo Triều Tiên và cả chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đang tiếp tục căng thẳng. Moscow và Bình Nhưỡng còn thường xuyên bị phương Tây cáo buộc có giao dịch hỗ trợ quân sự trong thời gian xung đột ở Ukraine, song cả hai đều phản đối. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!